Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục tiêu điểm nhân vật, nơi mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn thông tin về nhân vật xuất hiện trong anime. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nhân vật Julius nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Julius Nova Chrono là ma pháp đế hoàng thứ 28 của vương quốc Black Clover và cũng là cựu đội trưởng của đội Thiên Thanh Lộc. Julius là một người đàn ông trung niên cao lớn với mái tóc vàng rối bù và đôi mắt tím. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của ông là một ngôi sao sáu cánh màu xanh ở phía bên trái trán, và biểu tượng này biến mất khi ông chết. Trang phục của Julius bao gồm áo sơ mi và quần có màu sắc và kiểu dáng tương tự nhau. Chiếc áo sơ mi trắng có cổ cao với bộ lông màu đen. Chiếc áo có tay áo dài với cổ tay màu tím nhạt, có thiết kế tương tự với cổ áo. Ông mặc quần màu nâu và đi một đôi giày cao có màu tương tự. Julius mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể và được viền bằng lông trắng. Ở bên ngoài, ông đeo một sợi dây chuyền vàng và một huy chương vàng với chữ thập màu xanh lá cây được đặt ở bên ngực trái của ông, trong khi cái còn lại có hình một chiếc khiên có màu vàng và đỏ được đặt ở bên ngực phải. Chiếc áo choàng chỉ để lộ một tay áo duy nhất bên cánh tay phải của ông. Trong thời gian làm thành viên và sau đó là đội trưởng của đội Thiên Thanh Lộc, Julius mặc áo choàng của đội mình bên ngoài, một chiếc áo choàng dài hơn. Sau khi hồi sinh, ông đã có một diện mạo trẻ trung hơn với số tuổi hiện tại là 13 tuổi. Julius là một người nghiện phép thuật. Ông thích chu du vòng quanh vương quốc để tìm kiếm ma thuật mà ông chưa từng thấy trước đây. Thông thường, tính cách trẻ con của ông nổi lên mỗi khi ông gặp một loại phép thuật mới và rất phấn khích khi thấy nó hoạt động. Julius cũng từng dùng phép ngụy trang để có thể tiến hành tìm hiểu mà không bị mọi người nhận ra. Do bản tính trẻ con của mình, Julius cũng thường rời bỏ nhiệm vụ là ma pháp đế hoàng. Mặc dù vậy, ông cũng là một người rất khôn ngoan với kiến thức và kinh nghiệm rộng về ma thuật và động học xã hội. Ông nhận ra cổ vật mà Yuno tìm thấy trong ngục tối và giúp Yuno cũng như Asta hiểu rõ hơn về sức nặng của việc trở thành ma pháp đế hoàng. Ngoài ra, Julius không quan tâm đến lập trường xã hội của mọi người và vẫn đối xử với Asta và Yuno giống như cách mà ông đối xử với các hiệp sĩ khác, bất kể thứ hạng của họ. Julius là một người đàn ông nhân từ và rất yêu thương mọi người. Một phần ảnh hưởng từ Zara, cha của Zora, cũng là thường dân đầu tiên trở thành ma pháp hiệp sĩ. Sau cái chết của Zara, Julius bắt đầu tập trung thành tựu để trở thành ma pháp đế hoàng. Khi chiến đấu với Patry, thủ lĩnh của Bạch Dạ Ma Nhãn, ông không có ý định giết người mà sự ma thuật đã cất trữ trong nhiều năm để bảo vệ người dân thủ đô, cho thấy tình yêu sâu sắc của ông dành cho người dân và đất nước của mình. Ma pháp của Julius là ma pháp thời gian. Thuộc tính ma thuật này cho phép người dùng điều khiển thời gian theo ý muốn như tăng tốc, giảm tốc, dừng hoặc thậm chí đảo ngược dòng thời gian. Theo Julius, phép thuật này cho phép một người đánh cắp và lưu trữ thời gian từ những người khác và sau đó sử dụng nó cho các tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu thứ nhất của Julius là thời gian câu thúc ma pháp Chronostasis. Với hai tay trước mặt và lòng bàn tay hướng lên trên, Julius giang hai tay và tạo ra một quả cầu xung quanh mục tiêu. Quả cầu đó có một vòng bao quanh quỹ đạo của nó với các chữ số La Mã ở bên trên. Ông có thể tạo ra nhiều quả cầu để hạn chế một số mục tiêu, vì mỗi quả cầu chỉ có thể chứa một người. Những người bị mắc kẹt trong quả cầu sẽ phải trải qua một vòng lặp thời gian. Tuyệt chiêu thứ hai của ông là ma pháp lĩnh vực, thời gian ngưng động. Sau khi kiểm soát mana xung quanh, Julius tạo ra một khu vực, trong đó bất kỳ phép thuật nào kẻ thù cũng bị tự động ngưng lại. Phép thuật này thậm chí có khả năng bắt những ma thuật có tốc độ cực nhanh như quang ma pháp và không yêu cầu bất kỳ chuyển động nào từ người dùng. Tuyệt chiêu thứ ba của ông là ma pháp đảo ngược thời gian, phục sinh thời gian. Julius tạo ra một chiếc đồng hồ mở rộng và bao phủ khu vực được nhắm mục tiêu. Trong khu vực đó, ông có thể dừng và tô lại thời gian. Và sau đây là một số khả năng của Julius. Thứ nhất là phép biến hình. Julius sử dụng ma thuật này để lấy hình dạng của một người khác. Ông thường dùng nó để xuất hiện giữa những người bình thường mà không bị phát hiện. Khả năng thứ hai của ông là tốc độ cực nhanh. Julius cực kỳ nhanh. Ông có thể xuất hiện ngay lập tức giữa hai pháp sư Bạch Dạ Ma Nhãn và giết chết họ trước khi họ kịp phản ứng. Ông cũng có thể tránh các đòn tấn công từ Sally và George một cách dễ dàng. Khả năng thứ ba của ông là sức mạnh ma thuật to lớn. Là ma pháp đế hoàng và cũng là ma pháp hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc Clover, Julius sở hữu một lượng sức mạnh ma thuật to lớn. Và chất thực sự của ma thuật của ông là đánh cắp thời gian từ mục tiêu. Thời gian của ông đánh cắp được, cất giữ dưới dạng lưu trữ và ông có thể sử dụng ma thuật đó bất cứ lúc nào mà ông muốn. Sức mạnh ma thuật to lớn của ông cho phép ông thực hiện một câu thần chú bao trùm toàn bộ vương quốc Clover. Trước khi chết, Julius đã để dành được 13 năm thời gian. Khả năng thứ tư của ông là ma pháp lĩnh vực. Julius có thể điều khiển tất cả mana trong khu vực xung quanh mình để tăng sức mạnh và phạm vi phép thuật của mình. Bằng cách kết hợp nó với ma thuật thời gian, ông có thể thấy một chút về tương lai và dự đoán cuộc tấn công của đối thủ.
Vừa rồi là thông tin cơ bản của nhân vật Julius trong series Black Clover mà mình đưa đến cho các bạn. Tiêu điểm về nhân vật tiếp theo, sự an toàn do các bạn quyết định. Vì vậy, hãy để lại ý kiến của các bạn trong phần bình luận để chúng mình biết nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.